Củ cải trắng hay còn được biết đến như nhân sâm mùa đông, giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm, hỗ trợ giảm cân. Thế nhưng, nếu như ăn củ cải trắng cùng một số thực phẩm đại kỵ, thì bạn có thể biến chúng thành thuốc độc. Hôm nay, mời bạn hãy cùng với mẹ Bảo Hân tỉa củ cải trắng và cùng chia sẻ với nhau về củ cải trắng, điều cực tốt và điều cực độc ở củ cải trắng để chúng ta có thêm kinh nghiệm trong gian bếp của mình nhé. Củ cải trắng thì có rất nhiều công dụng như là giảm nguy cơ cơ ung thư này, rồi rất tốt cho nhận bệnh nhân tiểu đường, phòng chống cảm lạnh và ho, ngăn ngừa bệnh vàng da, chống táo bón, giúp giảm cân, tốt cho những hệ hen suyễn, duy trì sự tươi trẻ và giữ cho thận của bạn luôn luôn khỏe mạnh. Thế nhưng, hôm nay chúng ta sẽ đi nói về những đại kỵ cần lưu ý khi ăn củ cải trắng. Đó là củ cải trắng thì đại kỵ với lê, táo, nho. Vậy nên khi bạn có ý định thực hiện một loại nước ép kết hợp giữa củ cải trắng với lê, táo, nho thì hãy dừng lại ngay. Bởi vì hàm lượng xê-tan đồng có trong các loại trái cây này sẽ giúp phản ứng về axit từ củ cải gây ra triệu chứng bướu cổ, suy tuyến giáp nặng. Và nếu như bạn uống thường xuyên loại nước ép này thì bạn hiểu rằng là cái nguy cơ của bạn nó cao đến đâu rồi, đúng không ạ? Và một điều rất đại kỵ đó là không ăn củ cải trắng với nhân sâm. Nếu sau khi bạn ăn củ cải trắng, tuyệt đối không nên uống nhân sâm. Bởi vì cách ăn uống thiếu khoa học như vậy sẽ khiến những lợi ích của nhân sâm bị thuyên giảm. Chưa kể củ cải tính hàn, hạ khí. Trong khi đó, nhân sâm lại bổ khí, kết hợp với triệt tiêu với nhau. Do đó, nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau, bạn sẽ chẳng nhận được giá trị dinh dưỡng từ thực phẩm này. Và theo như những tài liệu của y học, thì củ cải trắng sẽ làm giảm hiệu quả các loại thuốc nếu như ăn kèm với nhau. Người xưa đã chứng minh rằng củ cải có tác dụng hạ khí, khiến cho cơ thể bài tiết nhiều hơn và làm cản trở hấp thụ tinh hoa các loại thuốc. Nếu như bạn đang chữa bệnh bằng thuốc bắc mà ăn kèm củ cải thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Và mình thấy là có một cái điều mà rất rất nhiều các mẹ vẫn đang nhầm lẫn. Kể cả bản thân mình trước đây mình đã từng có lúc mình nhầm lẫn giữa việc là dùng củ cải và cà rốt hầm với nhau. Các bạn đã thử chưa ạ? Mình thì đã từng và cũng đã nhầm. Nhưng mà trong rất nhiều tài liệu thì người ta đã khuyên rằng tuyệt đối không ăn củ cải với cà rốt. Bởi vì trong củ cải chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzyme vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Ăn cùng lúc sẽ làm mất đi công dụng của củ cải trắng. Điều mà tưởng như là rất là đơn giản đúng không ạ? Và mẹ Bảo Hân nghĩ là rất nhiều mẹ đã từng mắc phải. Cá nhân mình cũng đã từng mắc phải cái việc là hầm cà rốt với củ cải với nhau. Ngoài ra thì bạn cần lưu ý là củ cải trắng và quả cam tuyệt đối không được ăn củ cải trắng chung với cam. Và củ cải trắng và nấm mộc nhĩ, nếu hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Nguy hiểm hơn, nó còn làm cơ thể bị mất nước trầm trọng và tổn thương lá lách. Củ cải kết hợp với mộc nhĩ sẽ khiến cho những người có cơ địa nhạy cảm bị viêm da. Chính vì thế tốt nhất là không nên ăn cùng lúc loại thức ăn này. Và phụ nữ mang thai thì không nên ăn quá nhiều củ cải. Mỗi tuần chúng ta chỉ nên ăn 1 đến 2 bữa củ cải được nấu chín. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau tỉa một bông hoa hồng trắng từ củ cải trắng. Đây là một trong những cái mẫu hoa mà mình thường hay tỉa để phục vụ cho cỗ chay trong ngày rằm tháng 7. Và thời gian tới thì mình sẽ làm một loạt những video chuẩn bị cho cỗ chay của ngày rằm tháng 7. Mình sẽ ra những bông hoa từ củ cải trắng để phục vụ cho các bạn. Và mọi người hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Ân nhé. Cùng với đó là hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Ân bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh.
Và đừng quên hãy lưu số 0977 659 472 để nếu như bạn có nhu cầu về sản phẩm trà hoa cúc, kim cúc, giấy điện lạnh thì hãy gọi điện cho mẹ Bảo Hân. Hoặc có thể bạn mua hàng trên trang web mẹbảohân.com nhé. Với mẫu hoa từ củ cải trắng thì thực ra khi mà cắt tỉa thì mình cũng có một cái điều mà mình vẫn chưa khắc phục được, đó là cái màu trắng thì nó tạo cái nền nó không được đẹp và các cái đường để cắt tỉa thì nó không được rõ. Thế cho nên là những bạn nào mà đã cắt tỉa rồi, giỏi rồi thì các bạn nhìn mẫu là các bạn sẽ ra được. Nhưng mà những bạn mà mới cắt tỉa thì các bạn nên lưu ý không không nên xem những cái video như thế này mà chỉ nhìn mẫu thôi nha. Bởi vì nếu các bạn nhìn rõ được thì các bạn mới có thể học được cái cách cắt tỉa nha. Đây thì thực ra là mình tỉa cái bông hoa này là mẫu tỉa hoa hồng cơ bản thôi. Thì các bạn có thể xem những cái mẫu tỉa hoa hồng cơ bản để các bạn có thể cắt tỉa được nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.